xin chào cả nhà. Em xin tự giới thiệu, em là Hằng, nhân viên của Happy Giáo Phúc Xe. Ngày hôm nay chị em Hằng sẽ có hai cặp dao để giới thiệu tới cả nhà mình. Ở đây thì hai cặp dao này của em, cái bản dao chặt gà vịt với cả chặt sườn, nó sẽ nặng hơn so với những cái bản dao bình thường, rất là phù hợp để các bác có thể sử dụng cho em gia đình cũng dùng được này, nhà hàng làm hàng này, quán ăn này, hoặc là mọi người sử dụng chuyên để chặt lợn quay ấy, thì mẫu này rất là ok luôn. Em sẽ giới thiệu tới cả nhà mình hai cái cặp dao ngày hôm nay luôn. Bây giờ em sẽ đi vào rồi sẽ sâu hơn tới từng cái mẫu dao để cho mọi người dễ dàng lựa chọn nhé. Cái cặp đầu tiên này thì em sẽ có cho mình là cái bản cán gỗ cẩm lai, và ở đây thì sẽ là chốt khâu inox nha mọi người nha, hai con. Một cặp dao chặt thái cho em này. Đầu tiên nó sẽ có cho em là một dao chuyên chặt gà vịt, mã này của em là G05N, nhưng mà mình đang lắp thành cái khâu inox này. Con này đang là 349.000. Nếu như cả nhà mình mua lẻ, mẫu này của em ngày hôm nay em để cho mọi người con này sẽ là 299.000 mọi người nhá. Mua lẻ thì để 299.000 cho em các bác mẫu này thì sẽ được sale riêng mẫu này. Cái bản này của em lưỡi dao sẽ dài 23cm, rộng phần lưỡi 9cm mọi người nhá, rộng lưỡi 9cm đến hoặc là hơn 9cm một tí. Bởi vì là dao thủ công thì có thể là nó vẫn sẽ có sai số một chút. Ở đây cái phần sống lưng sẽ dày cho em bản này tầm 4 ly này. Đó, dày 4 ly và hai mặt dao đều sẽ là trơn. Hai mặt dao đều sẽ là trơn, không có dấu hoa văn gì hết. Ở đây mọi người sẽ thấy rằng là nó có từng cái vết búa đập như thế này. Đó, đây là vết búa đập nha mọi người nha, không phải vết đập hoa văn gì cả. Không ảnh hưởng gì tới chất lượng khi mà các bác chặt gà vịt hay là chặt sườn đâu. Ở đây mình sẽ có dập cho mọi người chữ HX Gia Phúc Sen này. Tất cả những cái mẫu dao bên em đều sẽ có dập chữ như vậy, trừ những cái mẫu hàng khách đặt riêng như nào thôi mọi người nhé. Con nào không có em sẽ báo với mọi người luôn. Mình sẽ có cho mọi người thêm một cái logo là tem chống giả HX Gia Phúc Sen như này nữa. Đó, cái tem này thì mọi người sẽ mở ra khi mà mọi người nhận hàng, mọi người có thể quét luôn cũng được. Cả nhà quét qua cái phần mềm iCheck, hoặc thứ hai là mọi người có thể quét bằng mã QR Zalo cho em cũng được. Dáng này sẽ là dáng vuông truyền thống và có đục một cái lỗ ở trên cái phần cuối lưỡi dao như thế này. Thì khi mà mọi người dùng xong, mọi người rửa sạch, mọi người lau khô dao đi giúp em, các bác treo lên rất là gọn gàng và tiện lợi. Bản này phần cán của em sẽ là cán gỗ cẩm lai như thế này. Đó, cán gỗ cẩm lai mọi người nhá, yên tâm cho em là cái dòng cán này sẽ không mùn mọt, không thấm nước và mọi người sử dụng dòng này rất là thích cho em luôn. Có hai chốt đinh rất là chắc chắn. Riêng cái bản G05N này của em ý, thì sẽ đang có trọng lượng rơi vào khoảng tầm 650 cho tới 700g. Thì với một cái mẫu dao nặng khoảng tầm 700g như này, mọi người có thể sử dụng cho em để chặt gà vịt này, chặt xương sườn này, hoặc là ví dụ những cái bản xương nhỏ. Ngoài ra các bác sử dụng con này để chặt lợn quay, vịt quay thì bao thích cho em luôn. Dao này rèn từ thép nhíp xe ô tô, bao sắc bén, bền đẹp mọi người nhé. Cả nhà có thể mài thoải mái và rất là dễ mài. Bác là ưng ý mẫu này thì chốt cho em mã là G05N không nắp, và mẫu này thì em sẽ chỉ có duy nhất một cây. Mọi người mua lẻ thì để là 299 ạ, 349 giá niêm yết, và mua lẻ thì 299. Cặp này em sẽ giới thiệu kèm cho các bác đi cùng với cả một con dao chuyên chặt gà vịt chuyên thái như thế này. Đây sẽ là bản dao chuyên thái G03 của em nhé mọi người nhé. Đây sẽ là bản dao chuyên thái G03 này. Mẫu này của em thì lưỡi dao nó sẽ dài cho em vào khoảng tầm 21cm, độ rộng lưỡi khoảng 7.5 cho tới 8cm mọi người nhé. Và sẽ có độ dày sống lưng cho em 1.5 ly này. Đó, con này cái độ dày sống lưng nó sẽ là bản chuyên thái nên khá là mỏng thôi, 1.4-1.5 ly cho em thôi. Hai mặt dáng này cũng sẽ là trơn, hai mặt cũng là bản trơn, không có dấu hoa văn gì cả. Và mẫu này thì sẽ là dáng vuông truyền thống cho em như thế này. Đó, có đục một lỗ ở trên cái phần lưỡi dao. Bản này của mình phần cán cũng sẽ là cán gỗ cẩm lai cho em, chốt và khâu thì sẽ được làm từ inox rất là sáng bóng. Cái phần khâu dao inox này mọi người sử dụng ấy, là nó sẽ không bao giờ bị xỉn màu cho em luôn. Đầy đủ logo và tem mác trên cái con dao này giúp em. Mẫu G03 thì sẽ đang có mức giá cho mình là 259.000 cả nhà mình nhá. Đó, mẫu này thì bản rộng rơi vào 7.5 đến 8 nên là mọi người có thể sử dụng cho em để mình thái thịt cá này, rau củ này, bổ hoa quả đều rất là ok cho em. Kể cả mọi người sử dụng làm hàng, chuyên làm quán ăn hoặc là dùng gia đình thì mẫu này đều rất là hợp lý. Đó, cái bản G03 này thì bản rộng nó sẽ là dáng vừa vừa thôi, không quá to cũng không bị nhỏ quá đâu. Nên là mọi người sử dụng thái thịt thì con này rất là thích mọi người nhá. Bản G03 sẽ nặng cho em rơi vào khoảng tầm 250 cho tới 300g thôi mọi người nhá. Cả cặp đầu tiên ngày hôm nay em giới thiệu tới cả nhà mình giá niêm yết sẽ đang là 608.000. Mọi người mua theo cặp giúp em, cả cặp này thì em sẽ đem để cho mọi người là 530.000. Giá cặp này sẽ đang được giảm rất là sâu mọi người nhá. Tức là riêng cái con dao chặt gà mình đã được giảm rồi thì sẽ là từ 608.000 giảm cho mọi người cặp này còn 530 ạ. Đó, cả nhà ưng ý thì chốt giúp em cặp này sẽ là cặp số 1 này. Bây giờ mình sẽ qua đến cặp dao số 2 nha mọi người nhá. Cặp dao số 2 thì nó cũng tương tự thôi nhưng mà sẽ khác về cái phần khâu dao và giá sẽ cao hơn một chút này. Đầu tiên sẽ là con dao G05N. Đây là bản G05N không đồng của em. Bản này lưỡi dao sẽ dài 23cm, rộng 9 và sẽ dày phần sống lưng cho em con này 4 ly.
Đó, giày 4 lưng giày 4 ly phần sống lưng cho em, hai mặt trơn mọi người nhá. Hai mặt dao cũng là trơn, không dập hoa văn gì cả. Có đục một lỗ ở trên lưỡi dao này, dáng là dáng vuông, đầy đủ logo và tem mác, tem chống giả logo HTX Gia Phúc Sen cho mọi người luôn. Bản này của em phần cán nó cũng sẽ là cán gỗ cẩm lai này. Cái dòng gỗ cẩm lai nó cũng sẽ kiểu là có vân nhá. Có con nó sẽ đậm hơn và có con vân nó sẽ nhạt hơn này. Ở đây chốt và khâu thì sẽ được làm từ đồng đỏ cho em. Cái con chặt thì mình sẽ có hai chốt đinh như thế này. Đó, mẫu này của mình nặng rơi vào khoảng tầm 650 cho tới 700 gram. Cả nhà sử dụng cho em để chặt gà vịt, chặt sườn, chặt xương nhỏ hoặc là sử dụng chặt gà quay, vịt quay, lợn quay thì con này quá là ok cho em dùng. Bác nào mà thích những cái bản dao chặt gà vịt nó hơi nặng tay một tí thì mọi người nên chọn cho em cái mã G05N này mọi người nhé. Giá con này sẽ là 349.000, miễn phí ship toàn quốc nếu mà các bác mua lẻ nha mọi người nha. 349k cho em, mã G05N không đồng rất là đẹp. Thứ hai trong cái cặp này mình sẽ có cho mọi người một cái mã dao trên Thái. Mẫu dao trên Thái này của em sẽ có mã là G03DD. Bản này thì hiện tại đang có mức giá là 279.000 mọi người nhé. Riêng cái bản này lưỡi dao sẽ dài cho em 21cm. Phần rộng lưỡi rơi vào 7.5-8cm. Và sẽ có độ dày sống lưng con này cho em 1.5ly nha mọi người nha. Hai mặt cũng trơn này, hai mặt cũng trơn và không có dập cái hoa văn gì hết. Đối với những cái bản trơn như này mọi người rất là dễ vệ sinh, dễ lau rửa cho em khi mà các bác sử dụng. Đầy đủ logo và tem mác ở trên lưỡi dao cho mọi người. Khi mà nhận hàng mọi người cứ mở ra mọi người xem đúng hàng và đủ hàng thì cả nhà mới nhận và thanh toán. Đó, phần cán của em cũng sẽ là cán gỗ cẩm lai như thế này. Con này nó sẽ là cán mộc nên là mọi người cầm không bao giờ bị trơn tay. Cả nhà thích những cái bản cán phun sơn mọi người cũng có thể liên hệ và báo em. Thì trước khi mà gửi đi cho các bác em sẽ lấy cho mọi người cái phần cán phun sơn hoặc là em đi phun cho mọi người. Khâu đồng rất là đẹp, cái này là khâu đồng ống cho em nha mọi người nha. Bản này nó cũng nặng rơi vào khoảng tầm 250 cho tới 300 gram thôi. Giá là 279.000. Mọi người sử dụng thái thịt cá, rau củ, bổ hoa quả cho em đều rất là ok. Cái cặp dao thứ hai này của em thì giá niêm yết cặp này sẽ đang là 678.000. Cả nhà lấy trong video của em thì em sẽ để cho mọi người là 640 ạ. 678.000 giảm còn 640k. Và giá này đã được free ship rồi mọi người nhé. Bây giờ em sẽ báo giá lại hai cái cặp dao cho mọi người này. Cặp dao đầu tiên chốt vào khâu inox thì cặp này em sẽ để cho từ 608.000. Em sẽ giảm cho mọi người cặp này còn 530 nha. Và thứ hai nữa là cặp thứ hai này sẽ là 678.000, được giảm còn 640.000. Cặp 1 thì mình sẽ được giảm sâu hơn. Đó, tất cả những cái mẫu dao của em thì đều sẽ có chương trình là đổi trả cho mọi người trong vòng 7 ngày đầu tiên và bảo hành 1 năm. Nên là các bác ưng ý mẫu nào mọi người có thể để lại comment ngay dưới video. Cặp số 1 thì con dao này chỉ có một cây thôi nên là bác nào chốt được đầu tiên thì mình sẽ chốt được nha. Để lại comment dưới video hoặc là mọi người có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0987240733, các bác nhắn Zalo cũng được ạ. Hôm nay cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video của em. Mọi người ưng ý cặp nào thì nhớ là liên hệ với em ngay mọi người nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.